Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ ngành trung ương, các địa phương, các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Và ngay sau hội nghị này, một nghị quyết của Chính phủ cũng sẽ được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo đó, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ được đảm bảo bằng một hệ thống chính sách thuận lợi hơn và có tính cạnh tranh cao hơn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì và kết luận hội nghị. Đến hết tháng 2 năm nay, sau 25 năm kể từ khi ban hành luật đầu tư nước ngoài năm 1987, Việt Nam đã thu hút được hơn 14.000 dự án FDI còn hiệu lực. Tổng vốn đăng ký đạt trên 210 tỷ đô la Mỹ và vốn thực hiện đạt gần 100 tỷ đô la. Đánh giá cũng cho thấy đầu tư nước ngoài đã đóng góp khoảng gần 1/5 GDP, chiếm 1/4 tổng vốn đầu tư toàn xã hội, gần 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp hơn 14 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách nhà nước trong 10 năm từ 2001 đến 2010, tạo việc làm cho trên 2 triệu lao động trực tiếp và khoảng 3 đến 4 triệu lao động gián tiếp. Ngoài những đóng góp trực tiếp, FDI đã có tác động tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu các ngành trong nền kinh tế, tạo nên một số ngành dịch vụ chất lượng cao, góp phần thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, hội nhập kinh tế quốc tế và giúp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực đầu tư nước ngoài vẫn còn một số hạn chế tồn tại dẫn đến hiệu quả tổng thể nguồn vốn đầu tư nước ngoài chưa cao. Nguyên nhân của những hạn chế này được cho là do điều kiện kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu của đầu tư nước ngoài, hệ thống luật pháp, chính sách và thủ tục đầu tư chưa đồng bộ. Với quyết tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, định hướng được xác định là chọn lọc các dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đa dạng hóa hình thức đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức hợp tác công tư PPP và tăng cường thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước hết khẳng định thực tiễn 25 năm qua cho thấy việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một chủ trương đúng đắn, đã góp phần thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quan trọng của Việt Nam. Khu vực doanh nghiệp FDI ngày càng lớn mạnh, trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế đất nước. Đánh giá cao những nỗ lực thu hút FDI cũng như sự tin tưởng và lựa chọn Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài trong suốt 25 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng đây là thời điểm quan trọng để đánh giá và khắc phục tất cả những mặt hạn chế, yếu kém tồn tại của công tác này, từ đó có giải pháp đồng bộ, tổng thể và mới hơn nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Thủ tướng nhấn mạnh, một trong số các giải pháp đó là nỗ lực mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư, trong đó cải cách thủ tục hành chính và xây dựng hệ thống cơ chế chính sách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn, có tính cạnh tranh cao hơn, có ý nghĩa quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh là bây giờ đó, cái cải cách thủ tục hành chính, cải cách chính sách đó, thì theo cái hướng là mọi chính sách đưa ra để thu hút đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư trong nước là phải thuận lợi hơn. Tôi đề nghị các đồng chí bộ trưởng, các đồng chí các bộ có đây, các địa phương phải trên tinh thần đó. Nếu chúng ta nói không nên thay đổi chính sách thì cũng không đúng, nhưng mà thay đổi đó là theo hướng đó là phải xem là phải có lợi hơn, chứ thay đổi mà là gây khó khăn hơn thì làm sao mà là thu hút đầu tư. Thay đổi chính sách quy định mà nó phức tạp hơn thì làm sao mà thu hút đầu tư được đó. Thì tôi đề nghị các đồng chí hết sức lưu ý cái này. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một hệ thống chính sách thuận lợi hơn, có tính cạnh tranh cao hơn trong thời gian tới sẽ bao gồm việc bổ sung quy định về tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao với các ưu đãi phù hợp, ban hành quy định ngành sản phẩm được hưởng ưu đãi theo diện công nghiệp hỗ trợ, trong đó có ưu đãi cao hơn cho các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án nằm trong chuỗi sản xuất tạo ra giá trị gia tăng cao tại Việt Nam, và ban hành quy định rõ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và giới hạn đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường. Ngoài thể chế, chính sách, thủ tục, Việt Nam sẽ tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung hoàn thiện quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng, công bố rộng rãi các quy hoạch đã được phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin về quy hoạch để xây dựng kế hoạch đầu tư, tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, mà thiết thực nhất là xúc tiến đầu tư tại chỗ, tức chính là hỗ trợ các dự án đã được cấp phép triển khai kinh doanh hiệu quả. Bên cạnh đó, sẽ chấn chỉnh công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết của chủ đầu tư, phân cấp cho các địa phương nhằm phát huy tinh thần năng động sáng tạo nhưng đi liền với tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chính quyền các cấp.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao các ý kiến tại hội nghị và cho biết sẽ tiếp thu nhằm hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ về nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài để ban hành trong thời gian tới. Tin tưởng với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, sự chỉ đạo triển khai quyết liệt, sự ủng hộ của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, môi trường đầu tư của Việt Nam sẽ không ngừng được cải thiện. Đồng thời, Việt Nam cam kết cùng các nhà đầu tư nước ngoài chung tay vượt qua thách thức, khó khăn, chia sẻ lợi ích và cùng thành công.